đây là một ca khúc trong bộ phim mà khi có lẽ những giai điệu đầu tiên mọi người đã nhận ra trong bộ phim Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp. Đó ca khúc Trở Lại Bên Nhau của Sơn Dũng. Xin mời. Chiều dần buông lãng đãng cùng tia nắng phớt mơ, mang những giấc mơ quay trở về. Còn lại trong nỗi nhớ lời yêu thương với đời, mãi mê đi tìm hạnh phúc mong manh. Một mình với trong vắng lặng im bước chân về, chút ấm áp bây giờ không còn, chỉ là những tiếc nuối vụt trôi xa. Quá như thế nên chồng con nó mới phải đi ngoại. Ôi mẹ ơi, mẹ làm sao thế ạ? Tình yêu mang trở lại ấm áp, buồn vui sẽ tăng theo tháng ngày, lầm lỡ chỉ là dĩ vãng để yêu thương xóa đi tất cả. Dẫu còn nhiều sóng gió, mình bên nhau đi đến cuối trời, hạnh phúc chờ đợi đâu. Trở lại bên